biết là đẹp thì khoe ra, xấu thì lại đậy. Thế nhưng nếu chị em mà khoe một cách quá đà thì lại phô phang kịch cỡm lắm nha. Chẳng đâu xa, như chị gái dưới đây đang khiến cư dân mạng dậy sóng là minh chứng rõ ràng nhất. Chị gái này cũng như bao người con gái khác, Tết đến xuân về thì muốn chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm. Và concept lần này của chị gái là áo dài đỏ chụp ảnh e ấp dịu dàng bên vườn đào đang kỳ nở rộ. Khách quen mà nói, chị gái này có vóc dáng rất nóng bỏng, với vùng ngực đầy đặn, vòng ba căng tròn. Với lợi thế ngoại hình như vậy thì việc khoe dáng có gì là sai? Đúng, không sai, nhưng khổ nổi chị gái cố gắng phô hết tất cả trong mọi khung hình, khoe một cách không tiết chế, khiến cho bức ảnh nào cũng phô phang. Thậm chí, một vài tư thế của chị gái trông hơi bị quá đà, khiến cư dân mạng phải lo lắng thay, ưỡn thế này có mà gãy lưng. Hiện tại, bộ ảnh áo dài đón Tết của cô gái này đang chiếm sóng mạng xã hội, hàng loạt group fanpage lớn nhỏ đều chia sẻ và nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng mẫu đang ưỡn một cách quá đà, nhìn mà đau lưng thay, thì nhiều người lại lên tiếng chê trách là phản cảm phô phang.